Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của tôi Việt Nam Thì hôm nay em Đức đi quay cho mọi người cái vườn hoa hồng của Huế dạng bụi Cây thì có chiều cao nó là 1m à, trung bình Từ 1m2 cho tới 1m rưỡi Và tán rộng 1m2 tới 1m3 Cây là cây à, thuần bịch này Đó, Nên không sợ bị hao hụt trong các cái quá trình vận chuyển Đó. Thì à, trước tiên thì cũng cảm ơn các bác à, Quý anh chị và các bạn trong thời gian qua Thì cũng đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh các bác nào mà yêu quý hoặc là à, thấy video hay thì hãy để lại một like, một bình luận và một chia sẻ, một đăng ký kênh để cho kênh của em Đức được à, phát triển hơn để gửi tới nhiều các hình ảnh đẹp tới ba các bác ba miền à, khắp tổ quốc. Còn các bác nào mà có nhu cầu về các cái dòng à, hoa hồng cổ này, đào cổ, cổ huế, quế son, bạch xếp, bạch hoa điều cổ thì cứ liên hệ qua số điện thoại và zalo em để ở dưới phần mô tả cho các bác nhé thì các bác cứ qua đấy thì cần các cái dòng cây nào thì gửi thông tin thì em sẽ gửi hình ảnh và báo giá cây cho mọi người còn các cái phân hữu cơ đỗ tương dành cho hoa hồng thì là em vẫn gửi cho các bác như bình thường các cái phân hữu cơ đỗ tương đó thì có cái tác dụng là bền hoa bền bông làm cho cây sinh trưởng phát triển khỏe cành tán lá sung xuê và cái bộ dễ sinh trưởng phát triển tốt và làm tơi xốp đất cho các bác nhé các bác nào cần thì cứ liên hệ với em còn thì đây là các cái dòng hoa hồng của huế dạng bụi cây thì đang mầm này cây thì nó đang gọi là dạng mầm thôi đó lụ rất là nhiều sắp tới thì cây các cái dòng cây này thì nó sẽ cao lên rơi vào tầm khoảng độ một mét rưỡi hiện hiện tại thì nó chỉ tơi rơi tầm một mét ba thôi ở cái vườn này thì nó rơi vào tầm có rơi vào tầm khoảng độ 50 tới 60 cây cái tạng cây như vậy các bác nào cần số lượng thì cứ liên hệ với em còn nẻ thì uh, cứ qua cái zalo số điện thoại thì em gửi cây gửi nhà cho mọi người được gửi nẻ thì uh, giá sẽ cao hơn còn là gửi số lượng thì uh, giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều hôm trước thì em có đăng một cái video rằng là cái um, hai thành phần chính uh, để làm giá thể của hoa hồng thì gồm hai cái thành phần chính đó là đất và uh, chấu hun đó, đất và chấu hun thì cũng có các bác có bình luận lại rằng là thêm thêm các cái phân chuồng hoai mục nếu mà ủ hoai mục và thêm các cái các cái phân vi sinh để làm cho cây sinh trưởng phát triển tốt đó. Thì các bác cứ để lại các cái bình luận hoặc các cái comment đó ở dưới thì em nếu đọc được những cái bình luận nào mà có cái tích cực xây dựng cái cái cộng đồng để làm cho cái kênh nó phát triển, nó gửi tới các bác các cái kinh nghiệm ở trên khắp ba miền tổ quốc các cái dòng cây cảnh hoặc là các cái dòng hoa hồng thì em sẽ chia sẻ lại cho mọi người đó. Đây là các cái cây hoa hồng của Huế này dạng bụi này. À, đầu đầu năm nay thì là hoa hoa hồng của Huế thì là một trong các dòng hoa hồng mà được rất nhiều các bác săn đón và yêu thích. À, chính vì như vậy thì là bắt đầu từ cái cuối bắt đầu từ uh, cuối năm đến từ giờ đến cuối năm là cái dòng hoa hồng của huế này cũng khá là nhiều nhưng mà chỉ nhiều cái dòng các cái dòng dạng bụi thôi bởi vì các cái dòng dạng bụi thì nó dễ làm hơn uh, cây nó nhanh to hơn đó còn những cái dòng toát thân thì nó vừa nuôi thân vừa nuôi cành tán lá thì có thể rằng là uh, cây nó nhỏ hơn rất là nhiều uh, cũng là cùng một cái cây một năm tuổi nhưng những cái cây mà dạng bụi thì nó to hơn rất là nhiều so với cây toát thân nhưng mà bên những cái cây dạng bụi thì có cái nhược điểm là nhìn nó không được thoáng cây còn các cái cây dạng chi dạng cây dạng thoát ấy, thì nhìn nó thoáng cây và nó đẹp hơn rất là nhiều đó còn à, tùy vào sở thích của mọi người thì em thì em cứ thích những cây dạng bụi dễ trồng dễ chăm sóc cắt tỉa nó dễ còn các bác thì tỷ lệ mà các bác nào thích những cái cây hồng dạng thoát thân ấy, thì nó cao hơn rất là nhiều so với những cái cây các cái dòng mà cây dạng bụi Đấy, tỷ lệ nó phải rơi tầm 64 60% là các bác thích cây dạng chi Còn 40% là các bác thích những cây dạng bụi đấy, Các bác nào mà có những cái không gian mà nó rộng Nó cao và nó thoáng thì Mình chơi những cái cây chi thì Nhìn nó tôn lên cái vẻ đẹp của cây hơn Còn nếu những cái không gian hẹp đấy, Mình yêu thích hoa hồng hoặc đam mê Muốn có một vài cây để sưu tầm Hoặc là à, một vài cây À, để có những cái bông uh, hoa đẹp đó, có bác hôm trước còn còn mua uh, mua cả một bộ bộ sưu tập luôn Đấy, gồm tất cả các dòng hồng cổ uh, hồng cổ luôn gồm có đào cổ này uh, điều cổ này bạch xếp này bạch ho này cổ Huế quế son này đó uh, cổ Sapa đấy mua tất cả cùng một uh, tất cả một loại tất cả các loại cổ Huế cơ à, tất cả các loại hồng cổ để uh, uh, gọi là sưu tầm ấy sưu tầm các bác bảo là cũng có là uh, mua khá khá là nhiều các cái dòng hoa hồng ngoại rồi. Thế nhưng mà hồng ngoại thì uh, vào mùa hè chăm nó hơi cực. Đấy, thế nên là uh, ba cái chuyển uh, vẫn là chân ái này, chân ái vẫn là các cái dòng hồng cổ. Đấy thì các bác có thể thấy đây là cái form hoa của hoa hồng uh, cổ Huế này các bác này. Đấy, ở đây rất may là thi thoảng nó vẫn có một vài bông nó điểm vào đây uh, thì là các bác nhìn cái form hoa hồng cổ Huế nó đẹp hơn. Chính ra là phải đi uh, từ trên đầu trên kia các bác à Đấy, đi từ trên đầu đầu trên kia nó là đầu ruộng ở dưới này cuối ruộng thế nhưng mà đi ngược lại này cho nó đỡ ngược nắng đấy, đỡ ngược nắng. Đấy. đây là form hoa hồng của Huế này. Đấy. Cái cỡ bông thì nó từ bố từ 3 cho đến 5 cm thôi. À, cánh thì rơi từ 30 cho đến 40 cánh trên một bông hoa như vậy. Đấy, à, mùi hương rất là thơm, dịu nhẹ đấy. Các cây để trồng những cái dòng này là chịu nắng chịu hạn rất là tốt nhá. Đấy. chịu nắng chịu hạn rất là tốt luôn. Đây những cây cổ Huế dạng bụi này rất là to luôn này. Đấy. Bây giờ thì nhìn nó đang là dạng mầm và dạng nụ thôi thì là chúng ta nhìn có vẻ nhưng là nó không được thoáng và nhìn nó hơi rối mắt nó không được đẹp lắm thế nhưng mà đợi những cái cây này từ 10 cho đến 15 ngày nữa mà cái vườn này mà nó nở thì nó rơi vào tầm khoảng độ hàng ngàn bông chính chính là một ngàn bông nó phải đến hàng 10 ngàn bông ấy ở một cây này nó đã rơi từ 100 cho đến 150 bông rồi mà ở đây có tầm 5 60 cây như vậy. Thì các bác cứ nhân lên là còn các các bài toán mà số mã các bác tự nhẩm ra là nó bao nhiêu bông ở trong cái vườn này nhá. Xong là cái mùa này à, gió nó nhẹ đến cái lúc hoa nó tàn, nó rơi nó nó rơi xuống các cái cánh hoa, nó rơi xuống các cái nền ruộng mà đã được làm sạch cỏ như này này. Đấy. Thì là nó tạo nên như một cái thảm đỏ luôn các bác Nhìn cực kỳ là yêu thích luôn. Đặc, đặc, điểm của cái dòng này là nó sai hoa dã man mỗi một lứa hoa và những cái cây to như này cây nó cao tầm một mét rưỡi tán rộng một mét tư này này nó phải từ 100 đến 200 bông cực kỳ nhiều luôn đấy, còn cây mé bên này thì là những cái ruộng những cái ruộng rau cải ngọt rau sạch đấy các bạn đấy gọi là lấy ngắn nuôi dài các cái cây mà hồng này thì cái thời gian mà được thu gọi là thời gian thu thì nó lâu phải nuôi thêm những cái dòng cây rau này gọi là lấy ngắn nuôi dài đấy những cái này thì chỉ tầm một tháng à, một tháng là sẽ được thu một nứa rồi đấy, một tháng cho đến 45 ngày là sẽ được thu một nứa xong là cứ lấy cái vốn đấy thì nuôi những cái ông này à, những cái ông này thì thường là vào cái đợt tầm cuối năm là bắt đầu là à, mới bán được cũng phải mất tầm một năm chăm sóc những cái cây này gọi là đầu tư đấy nên ngắn nuôi dài đấy các bác ạ đây mầm đây mầm của các cái cây này các bác thấy chưa mầm cực kỳ to này này cứng cáp này sắp tới là hoa thì cực kỳ nhiều luôn đỏ rực luôn Đấy. bây giờ nó đã ít bây giờ đã nhiều này còn vào cái thời điểm gần tết á nó còn nhiều nữa các bạn nó còn đỏ rực hết cả cây luôn Đấy. các bác nào mà yêu thích các cái dòng hoa hồng cổ thì cũng không thể thiếu được một à, hai cây à, hoa hồng cổ huế đó. những cái dòng hoa hồng cổ huế này thì <laughs> dễ trồng dễ chăm sóc cực kỳ luôn nha các bác nhé mấy hôm trước thời tiết lạnh lạnh thì không chú ý thế là thành ra bị cảm cúm rồi các bạn bị cảm cúm rồi nắng này nắng như này này nắng trời nắng hanh như này này mà đi quay như này cũng cũng sợ lắm đấy bởi vì là nó đang cúm dở này về là nó lại, lại ốm nặng thêm sáng này mùa mất bao tiền thuốc rồi đấy, đây sổ kiểu như là rau ngổ luôn nên như là rau muống luôn các bác này đấy, nên là dã man chưa đây còn cái điều đây là bác nhìn nó bầu bầu dạng bịch này đấy, bầu dạng bịch như này nè cực kỳ thì đảm bảo cho các bác nó an tâm cực kỳ luôn các bác mà các mua các cái dòng cây này về trồng là đảm bảo là cây nó khỏe mạnh cực kỳ luôn đó về cắt tỉa các cái, cái cành tăm đi để về một cái là những cái cây này mà chúng ta mà cho vào trong chậu hoặc là trồng dưới đất là hoa nó vẫn nở như bình thường các bác nhé kỳ đẹp luôn đây này. đó ở đây rất là nhiều các bác nào mà trồng công trình hay là À, trồng tại làm các cái hàng rào các cái trồng tại các cái nối đi ra vào của gia đình chúng ta mà trồng những cái cây hoa dạng bụi như này mỗi một nứa hoa nó có từ tầm 200 đến 250 bông đẹp cực kỳ luôn với cái dòng này thì là cái độ lập hoa nó từ từ 4 cho đến 6 tuần nhá các bác nhá thì nó thì nó sẽ được một cái nứa hoa như vậy Đấy. thời điểm mà cây mà đang ra mầm ra lụ như này mầm như nụ này cho phun thuốc này bộ trĩ diệt bộ trĩ này uh, Diệp uh, dẹp xanh này đấy dẹp những cái con dẹp xanh là nó hay bám vào những cái đầu lụ này đầu bông này, này. nó hút hết chất dinh dưỡng này bộ trĩ nhện đỏ này Diệp Diệp uh, dẹp xanh này đặc biệt là những cái con dẹp xanh mà vào những cái thời điểm bây giờ là vào những cái thời điểm mà um, là nó hay đậu vào những cái 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 đầu này đấy. đầu bông này nó hút cho thì không nở hoa luôn đấy. cây thì cực kỳ đẹp rồi ở bên này thì nó có một cây của Huế dạng bụi mà rất là đẹp thì đi quay ra đây cho các bác để các bác tham quan một chút Đấy. đây đây là cây quế son cuối quế son đây một cây của Huế dạng bụi to đây cây to đây cây cao 2 m tán rộng 2 mét rồi Đấy, các bác thấy chưa cây cực kỳ to luôn các bác nào cần các cái dòng này thì liên hệ với em Đức tôi Việt Nam có số điện thoại 0354398599 hoặc Zalo 0343 nhá. Đấy. Cây nhé <laughs> cây thì cực kỳ ổn định và khỏe Đó. Và cứ liên hệ rằng là em sẽ cần các dòng hoa cây nào thì em sẽ gửi hình ảnh gửi cây cho mọi người được. Đó. Thì hôm nay đi kia video này thì cũng khá là dài rồi. Thì xin cũng xin kết thúc tại đây. gặp lại các bác quý anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Các bác nào mà thấy video uh, yêu thích video thì để lại một uh, like, một chia sẻ và một bình luận, một đăng ký kênh để giúp kênh của em Đức tôi Việt Nam có thể phát triển và gửi nhiều các cái hình ảnh tới tất cả các bác trên khắp ba miền của Tổ quốc. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.